Chào mừng tất cả quý vị các bạn với các video của Điện Máy Cường Linh cũng như là Cơ Khí Thiện Thành. Thì trước mắt bà con đây tất cả những cái dòng sản phẩm để phục vụ trong công việc bà con chế biến thuốc bắc thuốc nam. Thì bao gồm bên phía tay phải đây là những cái dòng máy thái thuốc với có hai cỡ lớn và cỡ nhỏ. Còn lại bên này là cái máy xay bột thuốc bắc, thuốc nam, hoặc là bà con có thể nghiền bột khô được, cũng rất là tiện lợi cho bà con. Trong tất cả là có hai dòng máy riêng biệt như thế này. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh sẽ công bố cho bà con cái giá bán, và thứ hai là giới thiệu cho bà con cái cấu tạo cụ thể của từng máy luôn. Thì bên này đây, thì đối với cái dòng máy thái thuốc thì nó sẽ có hai dòng. Một dòng máy nhỏ nó thái cây từ 8 phân đổ lại, còn đối với dòng máy lớn là 12 phân đổ lại. Thì bà con có thể tham khảo qua hai dòng máy này. Cái dòng máy nhỏ thì đang có giá hiện tại là 3.800.000, còn đối với dòng máy lớn là 6 triệu. Giá trên thì hỗ trợ tiền cước về tận nơi cho bà con rồi, bà con có thể tham khảo qua phần giá bán. Còn lại cái máy mà nghiền bột thuốc bắc thuốc nam này thì đang có giá là 4.300.000. Đấy, thì bà con có thể tham khảo được. Tất cả những dòng máy này đều sử dụng điện là điện 220, và motor đang sử dụng trên dòng máy thái thuốc là dòng motor 2.2 kg, còn đối với dòng máy xay bột là motor 3 kg. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh sẽ giới thiệu trước cho bà con cái dòng máy thái thuốc nhỏ đi. Đấy, thì máy thái thuốc ở do Điện Máy Cường Linh sản xuất thì nó sẽ được sản xuất toàn bộ bằng thép dày nha bà con nhé, rất là dày như thế này đây, để đảm bảo trong quá trình bà con thái cây cứng thì cũng cực kỳ là yên tâm. Và thứ hai là máy sẽ có sử dụng hai chức năng, vừa thái lát vừa thái khúc. Nếu như bà con đút từ trước từ sau ra trước thì nó sẽ là chức năng thái lát, còn mà từ ngoài vào trong thì nó là chức năng thái khúc, thì bà con có thể phân biệt được. Và máy thì được thiết kế toàn bộ bằng thép và được sơn chống rỉ như thế này đây. Sơn này là sơn vân búa cực kỳ lì cái phần sơn này. Thứ nhất là nó sẽ thẩm mỹ, và thứ hai là nó sẽ có được cái độ bền của cái phần khung thép này, đảm bảo cho bà con sử dụng trong thời gian lâu dài. Còn máy thì nó sẽ có một khóa gài ở đây, ở góc bên này đây. Đấy, thì bà con có thể mở ra và trực tiếp mở cái phần này ra để kiểm tra cũng như là quan sát cái phần dao phía trong. Máy sử dụng một phần bánh đà lớn này, rất là lớn như thế này đây, bánh đà dày để nó tạo cái lực chém. Đấy, máy thì nó sử dụng hai dao, một dao bên ngoài này là dao thái lát, thái khúc này, còn dao ở phía trong là dao thái lát. Thì cái dao này là được chế tác hoàn toàn từ phần nhíp ô tô, cực kỳ chắc chắn, và bà con vẫn có thể hoàn toàn là thái ra, tháo ra để mài. Nếu như trong trường hợp bà con sử dụng trong thời gian lâu dài mà nó có gặp hiện tượng nó bị mòn đi thì bà con hoàn toàn vẫn có thể tháo ra để mài. Ở trên này nó có một con ốc 17 này, bà con có thể tháo ra để nhấc toàn bộ cái phần mâm ra. Đấy, còn máy thì toàn bộ được sơn tỉ mỉ cả trong lẫn ngoài để đảm bảo cho bà con cái phần mà thẩm mỹ, và cái phần quan trọng là cái phần bảo vệ cái phần khung thép được chắc chắn hơn. Đấy, phần bánh đà này cũng được cân bằng động rồi. Ở đây được hàn thêm phần thân thép này để cân bằng động tất cả những cái phần mâm này, nó quay một cách êm ái nhất. Đấy, miệng ra. Còn khi bà con sử dụng thì đóng nắp lại. Còn nếu như khi bà con thái lát thì hoàn toàn có thể mở nắp ra để nó bắn ra phía trước. Còn máy thì được truyền động qua phần dây cun loa, qua phần trục đây. Trục rất là lớn nhá, đặt trên hai vòng bi P206, rất là to bản như thế này. Cái phần buli nối với phần motor thì cũng có những cái phần tấm ốp bảo vệ đây, để bà con sử dụng nó an toàn, yên tâm và an toàn hơn. Toàn bộ khung thì sử dụng khung thép V4 cực kỳ chắc chắn, và có thêm những cái phần tấm để nó cho bám cái phần bám vào đất nó sẽ tốt hơn, và tăng cái tiết diện bám khi bà con thái cây nó cũng yên tâm hơn rất là nhiều. Đấy, motor đang sử dụng trên máy đây là dòng motor 2.2 kg điện 1 pha 3 HP, tốc độ vòng quay là 2.900 vòng 1 phút. Thì nếu như bà con nào ở nhà có motor rồi thì bà con hoàn toàn có thể mua khung không như thế này đây, và về mình lắp motor vào để sử dụng. Đấy, máy trên máy thì được đánh dấu chiều quay của máy này, thì bà con về chú ý mình lắp motor vào và quan sát cái phần chiều quay của máy nhá. Đây là cái phần về phần máy nhỏ. Còn đối với phần máy lớn thì cái phần cấu tạo về cái phần miệng ra miệng vào cũng như chức năng thì nó sẽ hoàn toàn giống con máy nhỏ, nhưng cái miệng nó sẽ to hơn và đút được cây tầm 12 phân đổ lại. Và khi bà con sử dụng thì nó cũng có hai phần khóa này, khóa trên đầu và khóa bên góc đây. Đấy, và trong máy thì nó sẽ bao gồm tất cả là 4 dao, 2 dao lát và 2 dao khúc. Đây, tất cả 2 dao lát, 2 dao khúc đây. Dao cũng được chế tác hoàn toàn là bằng nhíp ô tô, rất cực kỳ chắc chắn, cũng như là phần mâm bắn đà nó sẽ to hơn, dày hơn. Đây, phần bánh đà bà con có thể thấy đây, rất là dày. Đấy, khung thép toàn bộ được sơn chống rỉ. Đối với phần máy lớn này thì sẽ có bánh xe di chuyển bà con nhé, có hai phần tay cầm thò ra thụt vào như là phần đẩy xe rùa đây, thì bà con có thể kéo ra và trực tiếp đẩy máy đi, rất là dễ dàng. Còn máy thì vẫn sử dụng chung phần trục và cũng như là phần bi P2-6, cũng như là sử dụng phần motor là motor 2.2 kW dây đồng. Đấy là phần máy lớn, tất cả là được hàn cũng như là được gia cố thêm, kể cả phần này cũng được gia cố thêm tất cả những phần nẹp đây, cực kỳ chắc chắn đối với cái dòng máy thái thuốc này, để đảm bảo cho bà con sử dụng trong quá trình sử dụng là vô cùng yên tâm. Còn sau đây Điện Máy Cường Linh sẽ giới thiệu qua cho bà con cái phần máy nghiền bột luôn.
Máy nghiền bột đang sử dụng ở đây là máy nghiền đầu 10 à, đầu mìn đỏ. Đấy, với công suất của motor là 3 kW và truyền động qua một phần dây cu loa như thế này đây. Máy này được bột trí sẵn cái phần automat cho bà con. Đây, khi sử dụng thì bà con chỉ cần bật lên như thế này. Đấy, cũng rất là dễ dàng. Đầu phết cam đã đấu đủ cho bà con rồi. Đây, còn phía trong của máy đây. Phía trong của máy thì bao gồm một phần cắn quạt, nó có 4 lưới. Đấy, và có những cái gờ phía phần trong lốc máy như thế này đây. Thì khi mà cho cái phần thuốc vào thì nó sẽ trực tiếp nghiền ra. Và có cái phần hơi gió nó thổi ra phía ngoài phần lưới này. Lưới này đang lắp ở trong máy là cái lưới siêu mịn bằng inox. Thì bà con có thêm một cái phần lưới thô, lưới phá được kèm ở ngoài máy nữa. Đấy, máy thì toàn bộ chế tác toàn bộ bằng gang, cực kỳ dày, cực kỳ chắc chắn. Đấy, toàn bộ phần chân đế cũng được làm từ một cái phần bản thép lớn, được đặt trên 4 phần chân cao như thế này đây. Thì khi bà con nghiền cũng như là lắp đặt máy, để máy cũng rất là dễ dàng. Đấy, còn ở đây là cái phần miệng ra của máy nhá. Miệng ra của máy thì nó sẽ rất là lớn, có chiều dài khoảng tầm 10 phân và chiều rộng tầm 7 phân. Thì bà con hoàn toàn có thể may một cái túi để mình lồng ở ngoài như thế này đây. Bóp vào, lồng vào. Đấy, và bà con cột lại trực tiếp những cái phần nguyên liệu sau khi đã nghiền nó sẽ bay ra ở phía này. Còn khi bà con sử dụng thì nhớ là vặn con ốc này vào nhé. Đấy, con ốc 17 đây, thì bà con vặn vào. Đấy, vặn vào. Đấy, thì sau đây điện máy Cường Liên sẽ cắm thử cho bà con xem cái phần máy thái thuốc nó, thuốc nhỏ này nó sẽ có hoạt động và quay như thế nào luôn, cái độ ồn của máy nó ra làm sao. Thì ở đây sử dụng dòng điện là dòng điện 220V nhé, thì bà con chỉ cần cắm điện vào thôi. Đấy, máy quay rất êm bà con nhé. Thao tác sử dụng rất là dễ dàng nhé, bà con chỉ cần cắm điện vào là sử dụng được luôn, rất là dễ dàng. Thì bà con có nhu cầu mua cái máy thái thuốc hoặc là những dòng máy xay thuốc Bắc Thuốc Nam nghìn bột khô thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Lên, địa chỉ 36 Cầu Điện, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số hotline 0962 133858 để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì chuyển đến tay bà con thì có chế độ bảo hành 1 năm, cũng như là bà con đến nơi cắm điện thử máy được, vô cùng yên tâm. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.